Dạ, kính thưa thầy, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương quý sĩ, thưa anh đức sĩ, thưa chị Thủy Phương, anh Đàn cùng tất cả các quý đồng nghiệp cùng tham gia cái buổi hội thảo hôm nay. Thì hôm nay thì trong cái phần riêng cái phần trình bày của mình thì em xin được được phép trình bày về chia sẻ về cái phần liên quan đến điều trị về Tây y chứ không phải là Đông y nữa, đó là về tổng quan về thuốc điều trị mất ngủ, nhưng mà ở đây là dưới góc nhìn của Tây y, tức là về chủ yếu là về hóa học, những cái thuốc điều trị về về mặt hóa học chứ không có đề cập nhiều đến những cái phương pháp về y học cổ truyền ạ. Thì mục tiêu của bài này thì em hy vọng là sau bài trình bày thì quý đồng nghiệp có thể có một cái nhắc lại, có thể nhớ nhớ nắm rõ hơn về các nhóm thuốc điều trị mất ngủ, cũng như là có thể nắm được một số điểm đáng lưu ý về dược động dược lực khi mà chúng ta sử dụng các thuốc điều trị giấc ngủ ạ, mất ngủ ạ. Thì về nội dung của bài bài giảng thì chúng ta sẽ đi qua một số phần liên quan về cơ sở dược lý thần kinh của giấc ngủ, cũng như là giới thiệu về các thuốc, các nhóm thuốc để điều trị mất ngủ một cách sơ lược nhất. Đầu tiên, trước khi mà chúng ta đi vào cái phần liên quan về thuốc điều trị giấc ngủ thì chúng ta sẽ phải nói một tí xíu về dược lý thần kinh liên quan giấc ngủ, bởi vì đây là sẽ là cái điều kiên quyết, thì nó sẽ ảnh hưởng liên quan đến cái chúng ta sẽ phát minh, chúng ta sẽ tìm ra những cái thuốc liên quan đến điều trị về mất ngủ. Thì hiện tại đó thì về cái liên quan đến thần kinh, dược lý thần kinh của mất ngủ thì người ta sẽ nói đến vai trò của chu kỳ ngày đêm, liên quan đến cái sự hằng định nội môi trường trong cơ thể. Thứ hai đó là liên quan hệ thống thức tỉnh, đặc biệt là cái vùng PLPO ha, vùng nhân bụng bên trên. Ở đây chúng ta sẽ có thêm về hệ thống orexin, thì đó là ba cái giả thuyết mà quan trọng nhất tính đến bây giờ về cái khoa học của giấc ngủ. Ở đây trên màn hình bên trái, quý vị đồng nghiệp có thể đang nhìn, đang quan sát, đây coi như là một cái mô hình về cái gọi là giải phẫu của giấc ngủ. Vậy thì giải phẫu giấc ngủ nó sẽ là như thế nào? Cũng giống như là chúng ta sẽ biết nó sẽ có những cái quá trình mà thức tỉnh ở não bộ. Thì hình ở đầu tiên, cái hình màu đỏ trên màn hình, quý vị có thể các anh chị có thể thấy rằng là ở đây chúng ta ở vị trí số 1, những cái neuron ở vùng cầu não trên nó sẽ tạo ra rất là nhiều những liên quan đến những cái monoamin, những chất dẫn truyền thần kinh monoamin, nhưng trong đó đặc biệt nhất là nó sẽ liên quan đến chi tiết của cái chất dẫn truyền thần kinh, đó là acetylcholine. Và acetylcholine sau khi được hoạt hóa nó sẽ hoạt hóa cái vùng đồi não, và sau đó nó cũng sẽ đáp ứng, sau đó nó sẽ lan truyền tín hiệu để có thể hoạt hóa luôn vùng vỏ não. Vùng vỏ não của chúng ta đó là nơi mà của tư duy, của nhận thức ha, và để gây ra sự thức tỉnh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái hệ thống cũng đóng một cái vai trò khá là lớn liên quan đến cái sự duy trì cái gọi là hệ thống thức tỉnh, đó chính là liên quan đến cái hệ thống gọi là orexin. Thì orexin đóng vai trò như thế nào? Những cái nghiên cứu người ta có cho thấy rằng cái vai trò của orexin đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì cái gọi là hệ sự thức tỉnh. Và nếu như trong trường hợp mà ở đây thì trong mình thấy là trong cái lúc mà bệnh nhân trong xin lỗi trong lúc mà chúng ta đang thức tỉnh thì cái hệ thống orexin làm việc rất là nhiều, và nó sẽ tăng cường hoạt động của hệ thống orexin. Và trong trường hợp nếu giả sử khi orexin nó giảm bớt thì nó sẽ dễ dễ dàng dẫn đến kích hoạt cái hệ thống liên quan, nó sẽ bật cái nút để ngủ và làm chúng ta sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cho nên hệ thống orexin cũng cùng với song song với cái hệ thống thức tỉnh, hệ thống lưới hoạt hóa hướng lên, với cái vai trò then chốt của acetylcholine thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong những là đó là những cái đích mà tác động của thuốc điều trị giấc ngủ của chúng ta. Thì trong cái quá trình mà liên quan đến duy trì tạo ra và duy trì cái sự thức tỉnh của não bộ, thì bên cạnh cái chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine đóng một vai trò quan trọng, thì bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những chất dẫn truyền thần kinh khác, ví dụ như noradrenaline, serotonin, dopamine, vân vân, cũng được tiết ra ở vùng cầu não, đồi não vân vân, và những cái vùng lân cận đóng một cái vai trò cũng cùng cùng kích hoạt lên cái hệ thống não bộ của mình để tạo ra cái gọi là hệ thống hoạt hóa hướng lên. Như bên hình bên phải, nhìn hình bên phải mình chị sẽ thấy hình một hình cái bán cầu đại não, và trong đó mình sẽ thấy có những cái hình màu đỏ đó, mình thấy ví dụ ở LC ha là vùng nhân xanh của mình, nó tiết ra nhân xanh hay nhân lục, nó sẽ tiết ra norepinephrine ha, noradrenaline ha,
Nhưng ra phê ha thì nó sẽ tiết ra serotonin, hoặc là vùng củ vú nó sẽ tiết ra histamine vân vân. Tất cả những hệ thống này cùng với hệ thống liên quan đến acetylcholine thì nó sẽ cùng cùng để hoạt hóa, để lên vùng vỏ não, để kích hoạt, để gây ra tình trạng thức tỉnh. Bên cạnh đó mình sẽ thấy cái chữ là liên quan đến orexin. Orexin ở đây, orexin ở cái vùng bên của hạ đồi thì đóng một vai trò quan trọng trong việc tiết ra orexin để duy trì tình trạng mà thức tỉnh. Và nếu trong trường hợp orexin mà nó giảm xuống thì nó sẽ gây ra tình trạng là dễ đi vào giấc ngủ hơn, và đặc biệt cái tình trạng này chúng ta sẽ thấy nhiều nhất là trong cái bệnh lý ngủ rũ ha. Cái phần này thì có thể là các anh chị đã được nghe qua rồi. Tiếp theo thì bên cạnh cái vai trò của cái hệ thống thức tỉnh, hệ thống orexin, thì chúng ta cũng sẽ không có thể là không thể bỏ qua cái vai trò của cái gọi là cân bằng nội môi trường trong cơ thể. Bởi vì chúng ta sẽ biết rằng là thông qua quá trình hoạt động thì từ ATP chúng ta sẽ chuyển hóa thành adenosine, và adenosine này thì khi nó tích tụ trong thông qua cái hoạt động trong ngày thì nó sẽ kích hoạt lên vùng nhân bụng bên trước thị ha. Hay còn gọi là VLPO ha. Đây là một cái vùng cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nó đóng vai trò trong một giống như là một cái nút chính để có khởi động cái quá trình gây ngủ của chúng ta. Ít ra là đến tận bây giờ thì người ta sẽ thấy là như thế. Thì đối với vùng VLPO thì nó đóng một vai trò giống như là shutdown tất cả mọi tín hiệu và để khởi động cái quá trình gây ra ngủ. Và cái quan trọng của cái vùng này thì nó như thế nào? Vì sao nó có thể gây là gây có thể là dừng hết mọi mọi hoạt động để chuyển ngủ được? Bởi vì nó sẽ có những liên quan đến những cái neuron thần kinh ở vùng này, và nó sẽ tiết ra cái chất dẫn truyền thần kinh là GABA và GALANIN, trong đó 80-90% là chất dẫn truyền thần kinh đó là GABA. Và như chúng ta đã biết thì GABA là một chất dẫn truyền thần kinh có thể gây ức chế, và nó sẽ kích hoạt khi nó được hoạt động thì nó sẽ ức chế lên hệ thống hoạt hóa hướng lên, ức chế toàn bộ và có thể gây ra khởi động cái quá trình gây ngủ. Và đó cũng là cái đích mà tác động của những cái thuốc của chúng ta. Như vậy thì mình có thể lướt qua có những cái hệ thống nó sẽ liên quan đến quá trình giấc ngủ, liên quan đến hệ thống chế tiết về melatonin. Hôm trước mình đã có một lần trình bày trong cái hội thảo liên quan với giấc ngủ, chúng ta đã trình bày rồi. Hôm nay trong cái bài trình bày này tương đối ngắn thì mình sẽ không có nhắc lại nhiều nữa. Thứ nhất là chu kỳ giấc ngủ, cái thứ hai nó sẽ liên quan đến hệ thống thức tỉnh, thứ ba là liên quan đến hệ thống orexin. Và tương ứng như thế thì theo cái khoa học hiện đại, theo dược lý hiện đại thì chúng ta sẽ có những nhóm thuốc có thể tác động. Thứ nhất là nó sẽ tác động lên cái vị trí liên quan đến hệ thống liên quan đến hệ thống mà lưới hoạt hóa hướng lên, thì chúng ta sẽ có những cái thuốc tác động vị trí của những thuốc kháng histamine, kháng thụ thể histamine, giống cho chúng ta có những thuốc chống trầm cảm. Bên cạnh đó thì tác động lên hệ thống orexin thì chúng ta sẽ có những cái thuốc tác động lên cái kháng lên cái hệ thống thụ thể của orexin ha. Và liên quan đến cái hệ thống để tăng cường cái vai trò của VLPO trong việc tăng cường tiết GABA vân vân, thì chúng ta sẽ có những cái thuốc tác động lên thụ thể GABA-A vân vân. Thì đó là những cái nhóm thuốc cơ bản. Bây giờ chúng ta xin được bây giờ em xin phép được giới thiệu các thuốc điều trị mất ngủ. Trong phần này thì em sẽ đi nhanh một số thuốc, và trong cái trong slide sẽ gửi cho các quý đồng nghiệp thì sẽ có đầy đủ hết, các quý đồng nghiệp có thể tham khảo sau. Thì giờ thì chúng ta sẽ nói những điểm cơ bản thôi. Thứ nhất, trong những thuốc điều trị mất ngủ thì phải nói đến những cái thuốc được phê duyệt, được công nhận để điều trị mất ngủ, tức là ngay từ đầu nó xác định để điều trị giấc ngủ. Còn những trường hợp một số thuốc điều trị mất ngủ nhưng off label, có nghĩa là nó không được theo được cái phê duyệt ban đầu, mà sau đó người ta thấy nó có vai trò trong giấc ngủ và người ta sẽ ứng dụng nó để điều trị, và những cái thuốc điều trị mất ngủ nhưng mà không cần kê đơn, và một nhắc lại một số thuốc thực phẩm chức năng để hỗ trợ giấc ngủ. Thì đầu tiên chúng ta nói về những cái thuốc được phê duyệt để điều trị mất ngủ, thì ở đây chúng ta sẽ thấy có những cái nhóm lớn. Thứ nhất là ví dụ benzodiazepine, có barbiturate, có citrate, thì ở tất cả những cái thuốc này đều tác động lên cái hệ thống là liên quan đến ba cái thuốc trên, ba thuốc màu xanh này thì đều tác động lên hệ thống đó là GABA-A. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có là thuốc đồng phận lên thụ thể melatonin, bởi vì chúng ta biết là trong cái liên quan đến cái chu trình về liên quan đến đồng hồ sinh học, liên quan đến chu trình ngày đêm, thì cái vai trò của melatonin đóng một vai trò quan trọng trong việc do tuyến tụng tiết ra, và liên đóng một vai trò quan trọng trong việc khởi khởi vào giúp cho mọi người đi vào giấc ngủ. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một số cái thuốc liên quan đến đối vận chọn lọc lên thụ thể histamine cũng đã được FDA phê duyệt, cũng như là thuốc đối vận thụ thể orexin kép. Tuy nhiên rất là nhiều những thuốc trong nhóm này hiện tại là vẫn chưa có mặt ở Việt Nam. Ở đây đầu tiên những trong đây là những cái thuốc mà được phê duyệt để mất ngủ ha, mình sẽ thấy rất là nhiều những cái thuốc mà có thể là khá là thân quen. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về thuốc đồng vận lên thụ thể benzodiazepine, thì chúng ta biết rồi vì theo cơ chế thì mình biết rằng là cái vai trò liên quan đến hệ thống hoạt lưới hoạt hóa hướng lên,
vai trò của VLPO trong việc mà để gây ngủ. Thì đối với những cái vùng ở VLPO thì cái vai trò của những neuron ở đó chủ yếu tiết ra là GABA và galanin. Thì ở đây GABA đóng vai trò cực kỳ quan trọng, và GABA đó, GABA cụ thể mình nói là GABA tác động lên thụ thể GABA-A thì đóng một cái vai trò quan trọng rất là nhiều trong cái chuyện mà liên quan đến ngủ và an thần của chúng ta. Đặc biệt là mình thấy ở đây trên cái màn hình cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy đó là cái thụ thể là GABA-A. GABA-A ở đây gồm có 5 bán đơn vị, nhưng mà ở đây thì chủ yếu mình trong cái thụ thể GABA-A thì nó sẽ có những cái đặc điểm riêng nữa, và đặc biệt là thụ thể alpha, các bán đơn vị alpha alpha 1 á, thì lại đóng một cái vai trò rất là lớn trong điều trị giấc ngủ. Thì ở đây thì tại sao chúng ta có đến ba cái nhóm thuốc benzodiazepine, barbiturate và citrate đều tác động lên GABA? Vậy thì nó khác nhau giữa những nhóm thuốc này là gì? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn lại cái thụ thể GABA-A. Thì đây là thụ thể GABA-A được tạo thành từ 5 bán đơn vị, và trong đó từng cái bán đơn vị nó có thể có những cái sắp xếp khác nhau nữa, nhỏ nhỏ hơn nữa. Thì ví dụ giả sử như là GABA đối với benzodiazepine thì nó có thể tác động lên những cái đoạn mà cái thụ thể GABA-A mà có đoạn histidine tồn dư, cho nên á, ví dụ như vậy nó sẽ tác động lên alpha 1, alpha 2, 3, 5, ví dụ thế. Thì nó một số cái alpha thì nó sẽ không có thể gắn kết lên được, và như vậy thì cũng sẽ có người thuốc thì sẽ có hiệu quả, có sẽ người mà nếu giả sử thiếu cái cấu trúc như thế, không có thể tiếp nhận được thuốc thì thuốc có thể sẽ không hiệu quả bằng, vân vân. Thì ở đây thì mình có thể đi lướt qua cái chỗ này. Đầu tiên chúng ta nói về benzodiazepine. Ở trên màn hình, ở góc trên bên phải thì quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy đây là tên của một số cái thuốc, cái nhóm thuốc thuộc benzodiazepine. Thì benzodiazepine thì cơ chế tác động nó sẽ như thế nào? Benzodiazepine nó sẽ tác động lên thụ thể GABA-A, nhưng mà sau khi gắn lên thụ thể GABA-A thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ tăng cường, nó sẽ gắn, nhưng mà trong trường hợp ở đây là có cái vai trò tác động của cái chất dẫn truyền thần kinh GABA nha, thì lúc này benzodiazepine gắn lên nó sẽ tăng cường, tăng cái tần số mở kênh ha, thì nó sẽ làm cho tăng cường cái hoạt động, cái vai trò của chất dẫn truyền thần kinh GABA, nó khuếch đại cái vai trò đó lên. Đó là cái cơ chế của benzodiazepine. Và benzodiazepine thông qua cái cơ chế của nó sẽ làm giúp bệnh nhân giảm lo lắng, giúp an thần gây ngủ, đặc biệt thông qua cái thụ thể alpha 1. À, trên cái alpha 1, alpha mà sắp bán đơn vị là alpha 1 á, của cái thụ thể GABA-A. Thì người ta thấy rằng là các nhà khoa học đã chứng minh rằng là benzodiazepine giúp rút ngắn thời gian vào giấc ngủ và tăng giai đoạn 2 của giấc ngủ REM. Cả giấc ngủ REM và giấc ngủ sống chậm thì đều giảm, nhưng mà nó có thể gây ra cái chứng hay quên, bởi vì thực sự nó cũng sẽ liên quan đến cái thụ thể alpha 1, hoặc là ở đây liên quan đến thụ thể ví dụ alpha 2 chẳng hạn, nó có liên quan cái tác động là chống co giật ha, alpha 1, alpha 2 ha, và nó có thể gây ra giãn cơ. Thì ở đây thì mình có thể thấy rằng là benzodiazepine nó có thể ảnh hưởng, nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và tăng cái giai đoạn của những cái giấc ngủ hơi gọi là giấc ngủ non REM, nhưng mà giai đoạn 1, 2 nhiều hơn là giai đoạn 3. Vậy thì ở đây thì mình có một rất là nhiều những cái thuốc về benzodiazepine. Vậy thì sự khác biệt nhau giữa những cái thuốc này đó là gì? Chủ yếu đó là liên quan đến thời gian bán hủy của nó. Và ở đây thì đối với những loại mà thời gian bán hủy càng dài thì thực ra thì người ta thấy như thế này này, thời gian bán hủy càng dài nó sẽ tương quan với thời gian tác động và tác động an thần ngày hôm sau. Do đó thì cái việc lựa chọn BZD thì phải dựa trên thời gian mà mình muốn tác dụng về khởi phát cũng như là thời gian tác động mong muốn, thì chúng ta phải lựa chọn dựa trên cái sự lựa chọn đó. Thì bên trái thì mình sẽ thấy có những thuốc tác dụng kéo dài như diazepam, lorazepam, hoặc có những thuốc tác động trung bình như là clonazepam hoặc là estazolam, vân vân ha. Thì thực ra hiện tại thì FDA chỉ công nhận 5 cái thuốc được chính xác được điều trị mất ngủ là triazolam, estazolam, temazepam hoặc là clonazepam hoặc lorazepam, nhưng thực ra hiện nay Việt Nam chưa được có cái thuốc này, chưa được chính thức là vào thị trường Việt Nam ha. Thì ở đây đối với benzodiazepine thì thực ra mình sợ mỗi chuyện đó là nguy cơ về phụ thuộc thuốc ha, nhanh chóng dùng nạp, cho nên thực ra là nếu mà có thể thời gian ngắn, dùng trong thời gian ngắn thì nó vẫn là hay hơn, nhưng cái chuyện đó vẫn là rất là khó đối với các nhà lâm sàng. Tác dụng ngoại ý của benzodiazepine thì nó có thể gây buồn ngủ, trong đặc biệt trong những trường hợp mà mình có thuốc có thời gian bán hủy dài, mất điều hòa phối hợp vận động, có thể là suy giảm nhận thức, có thể giảm khả năng nhớ và lưu giữ kiến thức mới, thậm chí có thể gây ức chế hô hấp nếu khi sử dụng liều cao, và đặc biệt trên những bệnh nhân có những cái vấn đề ví dụ như ngưng thở lúc ngủ hoặc là COPD, ví dụ trong trường hợp nặng. Tuy nhiên có một cái điều hay đối với benzodiazepine đó là nó khá là an toàn. Khá khó là an toàn bởi vì sao? Bởi vì cái ngưỡng điều trị, cái liều điều trị, cái
chỉ số điều trị của nó khá là rộng, và do đó là cái ngưỡng từ cái liều mình sử dụng đến cái liều gây độc thì nó rất là cao. Ví dụ như cái liều mà độc nếu dùng đơn lẻ của nó có thể lên đến một gần cả ngàn lần so với cái liều điều trị hiệu quả. Và do đó thì thực ra mà nếu mà chúng ta dùng thì nếu mà bệnh nhân không có ý định gì để ý định gì khác thì khi mà dùng với cái sử dụng benzodiazepine thì khá là an toàn. Tuy nhiên mình lưu ý là nó an toàn trong trường hợp nó sử dụng một mình, và nếu nó sử dụng với những cái thuốc khác, an thần khác nữa, ví dụ rượu hoặc là opioid thì cái chuyện đó lại 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 có một cái nguy cơ khác. Và nếu trong trường hợp mà ngộ độc thì sao, thì chúng ta sẽ có chất đối vận. Cho nên đối với benzodiazepine và Z-drug thì rất là an toàn. Cái tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói về một cái cũng là cái nhóm thuốc trong cái chuyện mà trong những cái nhóm thuốc tác động lên thụ thể GABA-A, đó là barbiturat. Thì barbiturat thì hiện tại đó chúng ta sẽ có những cái thuốc như là amo, pentobarbital, seco, buta vân vân. Thì thực ra mấy cái này thì chủ yếu là dùng trong hiện tại đang những cái chỉ định trong những trường hợp là gấp ngủ, gọi là mất ngủ mà ngắn hoặc gấp cấp tính, hoặc là trong trường hợp mà gây mê thôi. Chứ những cái gọi những hướng dẫn về lâm sàng điều trị mất ngủ thì hầu như người ta sẽ không có ưu tiên. À, lý do tại sao không ưu tiên? Bởi vì cái thuốc này nó hơi đặc biệt. Thứ nhất là nó sẽ gắn vào cụ thể GABA, nhưng mà nó sẽ khác biệt với benzodiazepine. Bởi vì ở đặc biệt là nó sẽ ở đây nó sẽ tăng thời gian mở kênh. Bên benzodiazepine nó sẽ tăng tần suất, bên này tăng thời gian. Và đặc biệt là ở liều cao barbiturat thì có thể tác động giống như GABA, tức là nó một mình nó không cần GABA nó có khả năng tác động. Và cái nữa đó là cái ngưỡng điều cái chỉ số điều trị nó rất là hẹp. Và khi mà chỉ số điều trị hẹp như thế này thì cái nguy cơ tử vong nếu bệnh nhân sử dụng quá liều nó sẽ rất là cao. Và đây đó là một trong những cái lý do mà làm cho người ta cũng không có gọi là mặn mà gì với barbiturat trong trường hợp này. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ nói đến Z-drug ha. Những cái thuốc mà bây giờ hầu như là được trong những cái thuốc mà điều trị mất ngủ á, thì đây là những cái thuốc được sử dụng khá là nhiều. À, có rất là nhiều thuốc đối với cái dòng Z-drug thì ở đây thì FDA đã công nhận ha, khuyến cáo chúng ta có thể sử dụng nó, Zaleplon, Ezopiclone, Zolpidem, vân vân. Đây là những cái thuốc mà thực ra ở Việt Nam mình cũng đã có Ezopiclone ha, hoặc là Zolpidem thì mình đã có rồi, và có từ rất là sớm luôn. Thì ở đây thì đặc biệt là gì? Thì nó vẫn là gắn lên thụ thể GABA, nhưng đặc biệt là nó sẽ có tính chọn lọc đặc biệt lên cái thụ thể chỉ là GABA-A, nhưng mà có cái bán đơn vị alpha-1 thôi. Và cái điều hay của nó là nó không hề ảnh hưởng đến cấu trúc giấc ngủ. Nó có thể nói chung là nó so với cái những anh gọi là anh chị của cái dòng này liên quan thụ thể GABA-A thì nó sẽ tương đối gọi là an toàn hơn. Và đây thì chúng ta sẽ thấy là đối với Zolpidem thì với cái thời gian T1/2 trung bình ví dụ là khoảng 5 giờ, Zaleplon thì khoảng 3 giờ, hoặc là Ezobiclone thì tương ứng thì chúng ta sẽ có những cái chỉ định cho phù hợp. Ví dụ Zolpidem thì giúp dễ vào đi vào giấc ngủ trong trường hợp lệch nhịp sinh học hoặc là chứng mất ngủ độ keo vân vân. Thì ở đây thì thực ra là tại vì ở Việt Nam mình hiện tại nó cái chế phẩm của mình hiện tại chỉ có dạng thuốc thuốc viên, thuốc nén là chính. Còn thực ra là trên thế giới người ta đã có những cái dạng chế phẩm khác, ví dụ dạng xịt vân vân, thì dạng hít vân vân. Thì những cái loại như thế nó sẽ hỗ trợ bệnh nhân trong những cái khi ví dụ bệnh nhân ví dụ đang ngủ đi, bệnh nhân mà bị bất ngủ ngủ dậy thì ý là bật dậy trong đêm chẳng hạn, ví dụ vậy thì người ta sẽ có những cái chế phẩm có thể sử dụng, có thể tác dụng ngắn, tác dụng nhanh, có thể giúp bệnh nhân vào giấc lại vân vân. Thì hiện tại Việt Nam mình chưa có, cho nên tạm thời thì thôi mình dùng thuốc 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 viên bình thường cũng được, thì nó sẽ theo cái hướng dẫn giống như em có để ghi viết trong slide được rồi. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ nói về thuốc đối vận thụ thể orexin kép. Như lúc nãy mình nói là hệ thống orexin đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc mà duy trì cái tình trạng thức tỉnh, bởi vì nếu orexin hoạt động càng mạnh thì nó sẽ kích hoạt lên rất là nhiều đến hệ thống thần kinh, những cái neuron monoaminergic của hệ thống lưới hoạt hóa hướng lên, và do đó nó sẽ tác động lên vùng đồi não, vỏ não và gây kích hoạt, gây tình trạng thức tỉnh. Thì trong trường hợp mà nếu giả sử như mà mình muốn giấc ngủ thì mình ức chế hoạt động của orexin, vậy thì chúng ta sẽ có dựa trên cái nguyên lý đó chúng ta sẽ có cái thuốc gọi là thuốc đối vận lên thụ thể kép orexin. Thì ở đây orexin kép có nghĩa là nó liên quan orexin 1, 2 luôn. Tuy nhiên ở những cái thuốc mà FDA phê duyệt nó khá là có, hiện đã có 3 thuốc rồi ha. Cái thuốc năm 2022 thì bây giờ Dari thì đã có rồi. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là những cái thuốc này hầu như chưa có mặt tại Việt Nam. Cho nên chắc là mình có thể là nói sẽ nói rõ về sau trong những cái phần sau, khi nào thuốc bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, chứ còn hiện tại giờ cũng hơi khó. Tiếp nữa là mình nói lên thuốc đồng vận lên thụ thể melatonin, bởi vì chúng ta biết liên quan đến đồng hồ hồi sinh học, liên quan đến cái tuyến tùng tiết ra melatonin để có thể hoạt hóa, khởi động cái chu trình liên quan đến giấc ngủ của mình. Thì ở đây á, thì khi mà chúng ta sử dụng melatonin, đó là thuần melatonin sẽ gắn lên thụ thể của nó.
Vậy thì trong trường hợp nếu chúng ta muốn mà cũng có thuốc mà nó tác động lên ngay trên thụ thể melatonin mà nó còn hiệu quả hơn melatonin nữa thì phải làm sao? Thì bên bên về bên dược lý thì người ta đã tạo ra, bên bên dược thì người ta đã tạo ra những cái thuốc gọi là đồng vận, tức là gắn kết lên cùng cái thụ thể melatonin đó. Thì ở đây thì chúng ta có hai thuốc được FDA công nhận, đó là tasimelteon và rimelteon, nhưng mà hiện tại á, thì cái vấn đề là thuốc này thực sự cũng hiện cũng chưa có ở Việt Nam. Cái khuyến cáo thì hiện tại thì được yêu cầu khuyên được sử dụng rất là nhiều, nhưng hiện tại thì nó cũng chưa có mặt ở Việt Nam, cho nên em xin có thể lướt qua cái phần này. Tiếp nữa thì FDA công nhận là thuốc liên quan đến thuốc đối vận chọn lọc thụ thể histamine, bởi vì chúng ta đã biết rồi. Ở đây thì thực ra ban đầu á, ví dụ cái Silenor, cái Docepin thì thực ra ban đầu là một cái TCA, là thuốc chống trầm cảm 3 vòng ha. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy rằng ở cái liều rất là thấp thì có thể là vai trò của nó liên quan đến đến ức chế, liên quan đến ức chế chọn lọc, tức là nó đối vận chọn lọc rất là đặc biệt lên thụ thể histamine H1, và nó gây ra cái an thần, gây ra ngủ rất là nhiều, cho nên người ta sẽ lợi dụng cái tính chất này để dùng để điều trị, được dùng để trong điều trị giấc ngủ. Và docepin là cái thuốc mà gọi là đối vận chọn lọc thụ thể histamine duy nhất được hiện tại là được FDA mà được công nhận trong cái list mà gọi là được công nhận để điều trị mất ngủ. Thì cái docepin liều thấp cụ thể là liều rất là thấp ha, so với cái liều mà điều trị bên trầm cảm, thì nó được chỉ định để điều trị hỗ trợ duy trì giấc ngủ. Đặc biệt là người ta thấy rằng mặc dù đúng là cái vai trò của histamine trong cái từ của vú tiết ra đó, thì đặc biệt nó sẽ có vai trò liên quan đặc biệt là đối với thức tỉnh, nhưng người ta thấy rằng trong cái liên quan trong cái phần của giấc ngủ thì histamine vẫn được tiết ra với mức độ vừa phải, và chính cái này thì người ta thấy có lẽ như là vai trò của docepin nó sẽ giúp duy trì giấc ngủ, nó sẽ tốt hơn là như thế. Thì nếu mà nhưng mà thực ra docepin hiện tại vẫn chưa có ở Việt Nam đối với cái liều như thế này. Vậy thì nếu mà chúng ta không có thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải suy nghĩ đến những cái thuốc nó cũng mé mé như vậy. Thì vậy thì mình sẽ là những cái thuốc gì? Vẫn là những thuốc kháng histamine, nhưng mà những thuốc này đóng vai trò là thuốc OTC, có nghĩa là thuốc này mình được mua một cách thoải mái và không cần kê đơn. Thì ở đây đối với thuốc kháng histamine đầu tiên thì đó đó là diphenhydramine ha, những cái thuốc này đa phần mình thì để điều trị ói, say tàu xe các kiểu thì nhiều ha. Bên cạnh đó cái doxylamine thì hiện tại ở Việt Nam mình cũng đã có rồi chứ không phải là không. Thì những cái thuốc này đã có, và bên cạnh những cái thuốc, hai cái thuốc được chính được gọi là được FDA gọi là công nhận ha, và trong điều trị đó có thể sử dụng đó, thì bên cạnh đó thì mình thấy những cái thuốc mà kháng histamine H1 thông thường truyền thống mà chúng ta đã sử dụng, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi á, thì ví dụ như là hydroxylamine, alimimazin, như là theralen vân vân, thì tất cả những cái thuốc này đều có thể được sử dụng một cách có thể mình có thể sử dụng cách khéo léo trong việc hỗ trợ điều trị giấc ngủ. Tuy nhiên mình lưu ý đó là thường thông thường á, bên cạnh cái chuyện mà tác động đồ dụng đối vận lên cái thụ thể histamine H1 để gây ngủ, để duy trì giấc ngủ, thì hầu như những cái thuốc này cái khả năng nó có khả năng tác động lên cái thụ thể acetylcholine đó, muscarinic, và có thể gây ra những cái triệu chứng ví dụ khô miệng ha, đi tiểu, táo bón vân vân. Đây là những cái điều mà mình cần lưu ý, khi đặc biệt là trên những người lớn tuổi và có những cái bệnh ví dụ như là vì đại tiện liệt tuyến hay là có những cái vấn đề khác kèm theo. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái hình để mô tả cái là hoạt động của tất cả những cái thuốc mà kháng histamine, tức là ở đây là kháng thụ thể histamine H1, và ở đây mình đang nói cái gọi là cái thế hệ đầu tiên, thế hệ 1 đó, nó sẽ tác động chủ yếu lên H1 ở trung ương đó. Thì ở đây thì hầu như những thuốc nào đó đều có vai trò liên quan đến ức chế thụ thể histamine H1 và gây ra cái tác động đó là an thần và gây ngủ. Bên cạnh đó tức là tùy từng loại, từng cái hoạt chất thì nó sẽ có những cái đặc tính riêng nữa ha. Thì cái này thì mình khi mà mình sử dụng từng cái thì chắc mình phải coi lại, tại vì nó rất là nhiều. Bên cạnh đó thì sẽ có một cái nhóm nữa, đó là cái thuốc gây ngủ, đó là off label, có nghĩa là theo ban đầu thì những thuốc này không được tạo ra chỉ để là điều trị giấc ngủ, nhưng mà thông qua cái quá trình sử dụng lâm sàng thì người ta thấy là những cái tác dụng phụ, ghi nhận những tác dụng trên lâm sàng của nó, tác dụng gây ngủ khá là vượt trội, và từ đó thì người ta sẽ sử dụng cái này như là một cái thuốc gây ngủ. Và thực ra đây là cái những cái thuốc mà được sử dụng rất là nhiều ha, thực sự là rất là nhiều trong cái điều trị giấc ngủ ở bây giờ. Và hầu hết thực sự mà nói thì hầu hết chưa được đánh giá về mặt hiệu quả hoặc độ an toàn, chưa được nghiên cứu ở những đối tượng đặc biệt là bị mất ngủ, và đặc biệt là mất ngủ đơn thuần nữa thì hầu như là không. Thì tình huống lý tưởng của để cho mà chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc ngủ off label này là sao, đó là khi bệnh nhân có chứng mất ngủ và có một cái tình trạng bệnh lý kèm theo mà thuốc được chỉ định, thì cái đó gọi là giống như kiểu là một mũi tên mà bắn được hai con nhạn vậy đó, thì nó sẽ rất là tốt ha. Tuy nhiên lưu ý là có thể gây an thần quá mức, thì đó là khá là thường gặp bởi vì nhiều loại thuốc có thời gian bán hủy tương đối dài, và cân nhắc tác dụng phụ tiềm ẩn.
Thì ở đây thì xin giới thiệu một số cái nhóm thuốc gây ngủ off-label. Thì ở đây thì đặc biệt là liên quan đến nhóm thuốc chống trầm cảm ha, một số thuốc chống loạn thần và ngay cả một số thuốc hạ áp trung ương ví dụ clonidine thì cũng có thể gây tác dụng phụ gây ngủ. Thì đặc biệt là cái nhóm thuốc chống trầm cảm thì là những cái nhóm thuốc mà được sử dụng rất là nhiều ha. Thì ở đây mình có thuốc chống trầm cảm, thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái vai trò như trên hình ảnh thì mình thấy là vai trò của thuốc chống trầm cảm, đặc biệt là nó cũng liên quan đến hệ thống thức tỉnh, nó liên quan đến sự các hệ thống monoamine để gây ra kích hoạt hệ thống lưới hoạt hóa, đặc biệt là liên quan đến kháng histamine thì nó sẽ có tác động liên quan đến giấc ngủ. Thì ở đây chúng ta có những thuốc chống trầm cảm 3-4 vòng SSRI, SNRI, SRI vân vân ha. Thì trong điển hình mà được sử dụng, người ta thống kê được sử dụng nhiều nhất ví dụ như trazodone, amitriptyline hoặc là mirtazapine vân vân. Trong những nhóm thuốc chống loạn thần thì có thể là quetiapine hoặc olanzapine hoặc là ở Việt Nam mình thì mình thấy là hay xài cái sulfiric ha, thì cũng rất là nhiều những thứ như thế. Thì ở đây thì ở cái phần sau của bài này á thì em thấy là có chị bác sĩ Thụy Phương thì là một cái chuyên gia về bên tâm thần và chị đã có một cái bài nói liên quan đến về thuốc điều trị đặc biệt người lớn tuổi, và trên đó thì sẽ nói rất là nhiều về những cái thuốc mà chống trầm cảm hoặc là có thể sử dụng các thuốc chống loạn thần, cho nên hôm nay thì cái phần này mình xin đi phép là đi nhanh thôi. Đầu tiên mình nói về những cái thuốc ức chế tác thu chọn lọc serotonin SSRI. Thì thực ra ban đầu đó thì người ta thấy rằng cái vai trò của SSRI thì người ta thấy cái an thần và dễ ngủ rất là nhiều. Thực ra là SSRI có rất là nhiều thuốc, ví dụ như là ở cái góc dưới màn hình các anh chị đồng nghiệp có thể thấy đó, như ví dụ như là citalopram hoặc là citalopram hoặc là sertraline, paroxetine vân vân, thì có rất là nhiều thuốc, nhưng mà ở đó thì thực ra là không phải cái SSRI nào nó cũng có thể khả năng mà gây ngủ. Thực ra là có một số thuốc thì người ta cũng thấy ví dụ như fluvoxamine chẳng hạn, mặc dù người ta thấy rằng ở rất là nhiều bệnh nhân nó có tính an thần, có thể làm cho bệnh nhân hữu ích cho bệnh nhân khó ngủ, nhưng mà ở trên một số bệnh nhân cũng là sử dụng với fluvoxamine nhưng bệnh nhân lại hơi khó ngủ vân vân. Tức là cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái lâm sàng để mình đánh giá, mình theo dõi để mình chỉnh điều trị, chứ không phải là mình có rập khuôn duy nhất ở trong trường hợp này. Thì những cái tác dụng phụ của đặc biệt đối với SSRI đó là nó sẽ liên quan đến, đặc biệt là nam giới nó sẽ liên quan đến cái rối loạn về chức năng tình dục ha. Thì đây là một cái điểm đáng lưu ý khi mình cân nhắc khi sử dụng cho bệnh nhân. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có thuốc chống trầm cảm 3 vòng TCA. Thì thực ra là cái vai trò an thần của chống trầm cảm á, do tác dụng kháng cholinergic và kháng histamine, và ở đây thì hầu như là đây là những cái thuốc mà được sử dụng rất là nhiều ha, và cũng khá là hiệu quả. Ví dụ amitriptyline hoặc là doxepin lúc nãy mình nói là đã được ở dùng liều thấp đã được công nhận là thuốc có thể điều trị giấc ngủ rồi đó. Amitriptyline hoặc có thể gây an thần rất là nhiều. Vân vân. Ở đây chúng ta có thể có một số cái thuốc khác nữa, ví dụ như là đối kháng ức chế hấp thu tái hấp thu serotonin ha, ví dụ trazodone hoặc là levetiracetam. Thì trazodone thì được sử dụng khá là nhiều ở Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên có một cái điều đáng lưu ý, tác dụng ngoại ý mà đáng lưu ý đó là nó sẽ liên quan đến cái chứng cương cứng dương vật kéo dài ở nam giới, thì đây là một cái điều mà đây là bất lợi của nó. Tuy nhiên ở đây trazodone là trong nó vẫn là thuộc những cái thuốc mà được sử dụng rất là nhiều ha. Sử dụng rất là nhiều trong cái dòng off-label đối với giấc ngủ của mình. Cái thuốc của mình cũng có hết rồi. Mirtazapine là thì ở trong những cái thuốc mà chống loạn thần hiện tại vẫn được sử dụng trong cái liên quan đến cái điều trị về giấc ngủ. Thì thông thường á, giống như lúc nãy em nói rồi, có nghĩa thông thường á, trong những cái điều trị mà off-label thì thường người ta sẽ có một bệnh chính và kèm theo cái giấc ngủ, hoặc là sẽ có bệnh phối hợp để người ta có thể sử dụng một cách hiệu quả, tức là để cả được hai tác động thì nó sẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Ở đây thì một số thuốc chống loạn thần thì đều có thể được sử dụng coi như là thuốc hỗ trợ trong điều trị giấc ngủ của chúng ta, ví dụ như là quetiapine được sử dụng rất là nhiều nè, olanzapine, clofromazine, clozapine hay là sulfiric. Thì ở đây thì bên cạnh đó thì những cái thuốc như là risperidone vân vân thì tức là đều 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 có khả năng để có thể sử dụng trong cái điều trị liên quan đến chống loạn thần, nhưng mà có thể liên quan đến điều trị giấc ngủ. Thì ở đây ở trên cái màn hình á, quý đồng nghiệp có quý anh chị đồng nghiệp có thể thấy ví dụ ở bên đây là cái vai trò của những cái thuốc mà liên quan đến cái thuốc chống loạn thần. Thì thực ra về cái cơ chế của thuốc chống loạn thần nó rất là nhiều và phức tạp liên quan đến từng thuốc, cho nên thực ra là khi mà chúng ta phải sử dụng từng thuốc thì nó phụ thuộc rất là nhiều ở chuyện chúng ta phải coi kỹ từng thuốc cũng như là phải học hỏi về kinh nghiệm sử dụng thuốc thì để nó sẽ đảm bảo an toàn hơn.
Cái phần này thì chắc là xíu nữa là chị Thụy Phương, em xin chị Thụy Phương sẽ chia sẻ sâu hơn. Bên cạnh đó thì phần cuối cùng thì em muốn nói về thảo dược và thực phẩm chức năng hỗ trợ. Thì như chúng ta đã biết là melatonin vẫn là cái gọi là cái thực phẩm chức năng mà được được ưu ái nhất trong những cái thuốc mà liên quan đến trong những thảo dược và thực phẩm liên quan đến hỗ trợ liên quan giấc ngủ, bởi vì melatonin nó sẽ liên quan đến cái hormone của tuyến tùng tiết ra, và nó là cùng với cấu trúc đó, cho nên nó người ta sẽ hy vọng nó sẽ hiệu quả hơn, đặc biệt là trên những cái bệnh nhân lớn tuổi mà do tuyến tùng giảm tiết melatonin. Bên cạnh đó thì thực ra là ở đây thì những cái nghiên cứu mà liên quan đến thảo dược cái thực phẩm chức năng thực sự là ở ngoài Mỹ và châu Âu thì thực sự nó hơi bị hạn hẹp, hơi bị giới hạn về cái chuyện những cái nghiên cứu, cho nên một số cái thực phẩm mà đã được gọi là được công nhận, ví dụ FDA công nhận, ví dụ hoa bia, hoa oải hương, cây sọ, hoa cúc, mai nhê, vân vân, thì nó sẽ liên quan đến hỗ trợ. Bên cạnh đó thì thực ra ở Việt Nam của mình á, thì giống như lúc nãy là ví dụ là thạc sĩ Đoàn bên y tế bên y học cổ truyền cũng đã nói rồi, nó sẽ có rất là nhiều những cái thuốc có thể liên quan đến về y học cổ truyền có thể hỗ trợ. Bên cạnh đó một số cái thuốc ví dụ như là có nguồn gốc cũng là thảo dược mà cũng đã được chế biến đóng hộp, ví dụ như là mấy cái rotundin rồi cái mimosa vân vân, thì những cái thuốc này cũng có thể đóng một vai trò liên quan đến gọi là hỗ trợ. Thì tuy nhiên lưu ý là một điều rằng đó là hiện thì cũng không có bằng chứng nào mạnh mẽ để chứng minh hiệu quả của các loại thảo dược và thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ. Thì có thể là ở đây là cái giới hạn, có thể là chúng ta chưa có được những nghiên cứu lớn, và tại vì ở bên y học cổ truyền mình thì cũng chưa đủ mạnh để có thể làm những nghiên cứu lớn đa quốc gia như kiểu các công ty dược lớn. Thì trước khi kết thúc bài hôm nay thì em muốn xin được nói một số ý chính, đó là thực ra hiện tại nó có rất là nhiều thuốc có thể được sử dụng trong điều trị mất ngủ, có thể được phê duyệt hoặc là ngoài chỉ định, hay là thuốc không kê cần kê toa. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất đó là cần phải nắm rõ đặc tính dược động, dược lực cũng như là tác dụng ngoại ý của các loại từng loại thuốc trước khi kê toa, và phải dùng thuốc nếu có thể được thì tối đa có thể ngắn nhất trong thời gian có thể để tránh nguy cơ để lạm dụng nó. Em xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô đồng nghiệp ạ. Em xin hết ạ.